Sáng ngày 24 tháng 3 tại đường Thắng Lợi kéo dài, thành phố Sông Công đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2021. Tại lễ phát động, lãnh đạo thành phố Sông Công đã trồng 35 cây sao đen gắn mã QR code để truy xuất nguồn gốc. Đây là tuyến đường trọng yếu mở rộng không gian đô thị của thành phố. Việc trồng cây xanh dọc tuyến đường góp phần đảm bảo cảnh quan đô thị xanh sạch đẹp. Sau lễ phát động, thành phố Sông Công sẽ trồng 65.000 cây phân tán tại khuôn viên các cơ quan đơn vị xã phường trên địa bàn, Hiện các cơ quan chuyên môn của thành phố đang thực hiện cấp cây giống đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng cho các đơn vị, dự kiến việc trồng cây sẽ kết thúc vào đầu tháng 4. Được biết, thành phố Sông Công có gần 2.000 hecta diện tích đất lâm nghiệp. Năm 2020, thành phố trồng được 70 hecta rừng, vượt 17% so với kế hoạch năm. Năm nay, thành phố phấn đấu trồng mới 60 hecta rừng.